Pì nòng lương điếp, mọi dân tộc đều mi lai làn điệu dân ca táng căn, chào bình bọn sắc văn hóa táng căn, lượn còi của dân tộc Tài cùng bình, cả khẩn lai mòn đây của bài cảm ca cầm lượn, cáng quá pi bươn, điệu lượn còi vận đẩy bài sám, cần tài số huyện Búng Sông, Bảo Lâm và phấn tờ pì nọng số Hà Quảng, rực xe và hét hừ bay khẩn, xe lượn còi bình giá trị văn hóa táp tời đây bòi của pì nọng số Búng này. Tỏi và cần tài nùng số Cao Bằng Phối Riêng và Tuần Nước Phối Chung, lượn còi lẻ phấn tờ cần xíu trang tài lòng văn hóa, cả khẩn trang bài dịp lẩu trà lệ sinh lần mớ, trang lệ dương en. Tò lượn còi đầy phát thân lai nhất, đầy lai cần nát điếp, này là lượn cáp tỏi báo sao, này cùng lẻ nội dung xì hơi hí, của lượn còi rủ bản trường ca. Tói và tói báo sao lượn còi tang hử cầm ca hanh hạt, cả khẩn mòn ngờ sường tói báo sao thấp thân bại mòn hôn hỉ cáp tói pua mìa. Lượn giao xuyên vần lẻ mòn đây nhất tói và bài cầm thơ đây thư lai cầm hèn mòn sường của khám pi ón. Bài cầm lượn tư bài cầm tối táp khèo tướng cảnh mà xe cả khẩn cầm xe hạp ban lượn xì thân hàng bác cầm sáu bài lệ của cần tày cần tình bấu thể bấu táp cầm song cần tối táp và căn quá cần thân sùng mà vận bấu thuần cầm hạt cùng chính tứ bài cầm lượn lai tói báo sao đà cáp tói pua mìa lượn còi tói và cộng đồng tài nùng bài huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm Phối Riêng và Cao Bằng Phối Chung. Lè đều lượn cả khẩn xiêm sầy của tướng cần. Nhất lè tói và lượn còi sao xuyên, lè sẽ cần bỏ trài nâng, cần mẻ nhìn nâng. Trang lượn còi cầm lượn bấu bền thơ, lè thình đai, mà lượn còi pì sáu bảy mòn đai, cả khẩn đại tình cảm tói báo sao và căn. Vì điệu lượn này lè bài làn điệu chân đầy tình, lượn còi là tình hạt sao duyên sáu bài cầm lượn pỉ đầy tình, giai điệu văn ón sầu hang lồng, hang nộc, sòng thấu, hang kha quỷ nặm lây. Hỏi theo cách này sam xếp xí xếp pi tèo mưa cón, xì tì lượn còi vận mì lai và bấu kiểu đầy trang tời lồng pì nọng tài số bài huyện bạng tây của Búng Tông Cao Bằng. Tói và cần bỏ chài mẻ nhìn sám pi ón hạt lượn diễn ốc lai sai điệu táng căn tò đều đại diễn số tỷ xèo tứng xì bày ban hạt lượn và xèo tàng lượn xỉnh lượn mừng hết quén lượn cáp bên tói báo sao trang tỷ cầm xình hạt lượn sừng xì cả cần xiêm điếp khét của cần tày bày cầm tối táp khai cón hử bài cầm xuân chân phật phòng hôn hỉ to lai mòn đây đến pì bền cầm hạt lượn của cần bò chài mẻ nhìn cần tay hừ cả quá bài cầm hạt lượn hăn đầy bài mòn nằm chắc bài ứng xử của cần hạt vì bền xì hạt tài xì cầm xuân tài xì thân cầm lượn đã cả khẩn bài mòn cáp tói cùng là xì bài bỏng lượn cả khẩn mòn cáp căn sạt sọ phát quá bài cầm sao duyên. Không phải là ai muốn hát lượn còi cũng được đâu, muốn hát thì nó phải có một cái giọng. Bấu sử cần từ sườn hạt lượn còi cùng đáy, sườn hạt lèo mì hanh đây, cần tỉ cùng lèo chắc và sinh óc cài khứng số búng phuông mì lượn còi, đáy bú ké bá mé tại xe. Xe bong hay xì tỉnh bài lượn còi do chính cần số bốn tỉ cả khứng lè chăn bèn quỷ. Mà cầm cố bầu lượn và căn lẻ trắng hăn đầy hết lăng bên này bấu sử lẻ bài thơ phiệt óc xe lượn.
Khèo cần tày bài Pan Lượn tối táp bày cẩm xuân sang tan song hử bài cần lục báo lục sao ngắm cài cần mà nhạc lẻ một hôn hỉ của khóp bản còn trang bày cẩm xuân hạt lượn tối táp nhằng mi bài ké bài mé bày bạc cùng thân tình hạt lượn tối táp cẩm xuân xe chữ bài Pan Lượn bừa nhàng ón đa bay quá hết thử cầm hạt tài phật phòng hôn hỉ hơn. Qua cái quá trình mà từ cáng quá thì bú ké tạt xe bày làn điệu si lượn phối chung trang tì mi lượn còi có nầy bong khỏi cùng đầy bài bú ké bá mé bài sám bay cón đà tạt xe tò tan ngọn số tỷ và tăng số 4 tỷ tói và sai điệu tỷ piom bài nhạc sĩ bày cần mì chuyên môn xe hết đây khẩn thêm tò số mức từ vì hay cả hết quá lùng pây lè bài cần tình xe sang ngắm khiêm hết xe quảng bá bài mon cần xíu xe pì nòng tình ngòi công nhìn này lên lượn cõi đây tình và đã đáy pây khẩn ra những khán giả xem chương trình đó. Mài cả quén sộp và mì mòn cần xíu trang tài sông cùng số cá trang bánh nghi lễ của cần tài nùng số Cao Bằng to lượn còi vần tài quèn xeo mòn bê khẩn của tài mỡ tài sông mì lai tối biến này mì nội xì diễn óc bày Pan Lượn xe cát tối báo sao bày cần chắc thân lượn còi tài vằn tài nội trang bánh nghi lễ cùng quèn bay hen còi hay cả con tỷ tứ bài cầm lượn lai tói bền pua bền mìa lè này này bài cầm sân sáu hen lượn còn khẩn này đà tan nhằng lè mòn nằm của bừa bày này cùng lè mòn khò tạt óc hử bài sơn ngoài quán và tói và chính cộng đồng dân tộc mì lượn còi xếp treo bàn pia chừa khâu pia quảng loạn móc xa khóp bàn còn hen hạt lượn còn khẩn bền cả hết thử xem cần bấu chắc cả khẩn bền sử bàng sàng bình phây sơn tràn cầm hạt lượn khẩn khẩn lồng lồng tứng cầm tứng hen bền cả lược ao bài mòn đây của bân phả hết bền cầm hạt mài cà tan tỉnh bày nâng phù lai bày lè cùng mì sành sâu hút chăn táng vì trang cầm hạt lè mòn sườn sồng sông đây của cần tày và trang bài cầm hạt lượn tối táp nhằng lè bại mòn đây hơn thêm mờ văn hóa quản sắc của tỷ phương.